đây. Béo đâu mà béo, đang muốn lên ký đây nè chú. Đây là tiết Sam. Cầm về cho cái vỏ, yên tâm. Đứng trái rồi thấy nó vỏ. Phát mập, phát mập. Phát mập, phát mập kêu đem về cho em với, em ăn cho. Cầm về cho cái vỏ. Cái tiết lát làm gì? Cho nấu canh nha. Nấu canh, nấu canh, tiết nấu canh. Vậy con đực ít máu nha. Con này uống đâu mà uống, nghĩ sao mà uống, cái này là nấu canh. Đâu này cho vào về uống được. Nhưng mà thôi không chơi. Cái đồng lại, rác nó đồng lại giống như sườn xài. Ăn cả hai con anh ơi. Ăn một cặp. Chị góc máy đứng luôn ha, đang live stream. Không, quay phim. Quay phải xây cái máy ngang lại. Ủa sao vậy? Xây cái máy ngang lại, có thấy cái tivi nào mà nó dựng đứng không? Dựng. Coi trên điện thoại ngay dưới đây. Sao chiếu tivi làm vậy? Dựng. Gì? Trứng đâu đâu bỏ. Bỏ chứ. Bỏ có. Trứng ăn mà con này ăn chuối ăn trứng mà anh. Trứng này ăn ngon. Chuối ăn trứng mà đi bỏ trứng cho được. Cái chè này chắc nó kinh khủng. Cứ để cho anh nhé.
mùa tới bóc em cho nó nước lên luộc rồi cái bè chết đi cho nửa hơn tung để luộc luộc cái này sao mấy món này 5 món bỏ cái vỏ ra thì ăn thế này đấy bác. Tàn vỏ không ăn lấy thế nào cái vỏ này, trời ơi.